Ngô Thành Vân lại lộ dấu hiệu mang thai, lần này vòng 2 đã thay đổi rõ. Vòng 2 lùng lù một lần nữa khiến Ngô Thành Vân vướng nghi vấn mang thai. Mới đây, Ngô Thành Vân đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh hôn môi ngọt ngào với ông xã Huy Trần. Cặp đôi đang có chuyến nghỉ dưỡng tại Nha Trang vào dịp lễ. Bên cạnh khoảnh khắc tình tứ ngọt hơn đường của cặp đôi, thì cộng đồng mạng còn chú ý tới vòng 2 của nữ diễn viên. Ngô Thành Vân diện chiếc váy rộng có họa tiết hoa, nhưng khi ngồi thì phần bụng của cô trông lớn hơn rõ ràng. Chi tiết này khiến nhiều netizen nghi vấn nữ diễn viên đã có tin vui. Tuy nhiên, cũng không ngoại trừ tình huống chiếc váy phồng lên ngay vòng 2, gây hiểu lầm. Cách đây một tháng, Ngô Thành Vân cũng được cho là đang mang thai vì nhiều lần bị soi vòng 2 lớn hơn bình thường. Nhất là trong một clip nấu ăn, ông xã Huy Trần đã nói với Ngô Thành Vân rằng anh dạy cho nấu ăn mà cứ đòi đi hoài vậy, em bắt buộc phải học. Mai mốt ai nấu cho con. Tuy nhiên, sau đó nữ diễn viên đã chia sẻ lý do mình trở nên mụ mĩm hơn là vì ăn nhiều đồ của ông xã, còn việc mang bầu hay chưa thì cô không trực tiếp xác nhận. Tối mà đầu bếp, Huy Trần, chơi kiểu này mỡ tràn bờ đê đến người ta đồn có bầu. Khổ ghê, Ngô Thành Vân tiết lộ.